Xin chào mọi người, mình là Bơ. Không, đây mà là Bơ. Đợi một tí mình sẽ đi bắt Bơ. No, don't do it. Và đây, đây mới là Bơ. Xin chào mọi người. Bơ ngày hôm nay hơi nhát. Và ngay bây giờ thì đây sẽ là clip house tour ngôi nhà của mình. Ở nhà mình có hai ban công, một ban công ở ngoài phòng khách và một ban công ở trong phòng làm việc. Thì cả hai ban công này đều do mình tự đi mua cây, tự đi mua chậu để hoàn thành nó. Và ở đây thì có rất nhiều loại cây, ví dụ như là đây có cây bàng này. Cây bàng này thì mình chọn cái size nó hơi nhỏ hơn xíu để khi lớn lên nó sẽ đến tầm này. Thêm đó là cây đuôi công này, sau đó là cây cọ cảnh nữa. Và rất nhiều loại cây thì mình muốn rằng là tạo nên một cái khu vườn. Một cái khu vườn kiểu như kiểu là rừng rậm nhiệt đới thu nhỏ và có cả cây lan lẫn cả những cây to nữa. Trước đây mình là một người không hề thích mèo, nhưng mà sau khi quen Nana này thì Nana là một người cực kỳ yêu mèo. Thế nên là ngôi nhà này mình thiết kế ra, thực ra không phải là mình thiết kế mà là Nana thiết kế ra là để phục vụ cho mèo. Và các bạn có thể thấy rằng là trong ngôi nhà này thì có rất nhiều gấu bông này, có rất nhiều đồ chơi cho mèo và đặc biệt là có hẳn một nhà vệ sinh cho mèo. Và khi mà mình thiết kế ra ngôi nhà này thì mình đặt ra một cái mục tiêu, đó chính là phải hiện đại này, phải thông minh và đặc biệt là vẫn giữ được màu xanh, bởi vì là mình quê của mình là một nơi trung du miền núi, thế là rất nhiều cây cối, rất nhiều là cây xanh, thế là mình rất thích một ngôi nhà mặc dù là ở trong thành phố nhưng mà vẫn giữ được những cái nét xanh đấy. Còn đây sẽ là không gian phòng khách của mình. Ở trong phòng khách này thì mình thực ra lúc ban đầu mình muốn đặt một cái ghế sofa nó to hơn, nhưng mà mình muốn là để cho phòng khách nó vẫn còn rộng ấy. Thế nên là mình đã đặt cái chiếc sofa nó vừa vừa. Và cái tông màu chủ đạo ở đây cũng là tông màu tối, tông màu gỗ. Mình muốn một cái tông màu làm sao cho nó hài hòa với lại là cả sàn gỗ và cả nhà nữa. Bởi vì là nếu như mà thực ra ấy, thì mình nếu như mà làm màu gỗ sáng hơn một xíu thì nó cũng sẽ, thực ra là nó cũng giống kiểu hơi giống kiểu homestay. Mà mình muốn đây là ngôi nhà của mình chứ không phải là homestay. Thế nên là mình đã để một cái tông màu chủ đạo trong căn nhà nó sẽ trầm trầm như thế này. Thôi làm gì? Bật hết cả quần rồi đây này. Này toàn lông đây này. Còn bây giờ thì mình và Bơ sẽ dẫn các bạn vào trong bếp nhé. Nào Bơ đi trước đi. Ra bếp. Đi ra bếp. Đây Bơ đi ra bếp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng khám phá không gian bếp. Không gian bếp này thì do Nana thiết kế, bởi vì là Nana sẽ là người trực tiếp đứng ở bếp để nấu nướng, rồi sau đó là đứng ở bếp để rửa bát, để làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà nói thế thôi, nhưng mà mình vẫn phải phụ rất là nhiều. Tất cả các thiết bị ở đây đều là do Nana chọn, bởi vì là cô ấy rất thích kiểu thông minh này, rất thích kiểu hiện đại. Đây ví dụ bếp thì bếp cảm ứng này, đây là máy hút bụi cũng cảm ứng này, có máy rửa bát này, ở đây thì cũng có đèn cảm ứng này. Tiếp theo đó nữa là vòi nước cũng cảm ứng. Và đặc biệt cái thứ này là cái thứ mà Nana tâm đắc nhất, đó chính là máy xay rác. Trước đây thì Bình An cũng không hề biết là máy xay rác mục đích của nó làm gì, nhưng mà bây giờ khi mà mình nhiều khi mình vào bếp mình thấy rất là tiện, bởi vì là khi mà rác thải sinh hoạt, rác thải đồ ăn rồi tất cả mọi thứ thì thường thường mình sẽ phải chắt nước ra mình đổ vào đây, sau đó là mình lại phải lấy rác để đổ vào túi rác rồi mang đi đổ. Còn không, bây giờ các bạn có thể đổ trực tiếp vào đây, sau đó là bật máy xay rác lên. Đó, và tất cả mọi thứ sẽ được xay nhuyễn và đổ xuống ống cống. Quá tiện lợi. Còn tiếp theo nữa, một sản phẩm nữa của Nana ở trong này. Ở đây thì có rất nhiều bát ăn cơm. Bát ăn cơm ở đây có rất nhiều các con vật. Và con vật này thì thực ra đây là bát mà đặt ở trên mạng. Thế là những con vật này là 12 con giáp của Trung Quốc, chưa phải con giáp của Việt Nam, nhưng mà vẫn có con gà, đó là tuổi của mình. Rồi con rồng là tuổi của Thị Sún, em gái mình. Và con hổ Nota. Con hổ đâu ta? Chứ là con hổ đâu ta? Con hổ Nana đâu ta? Ở đây có 2, 4, 6, 8, 9, 11. Tại sao có 11 cái bát nhỉ? Chứ là mất bát con hổ thì Nana về cắt cổ. Bác con hổ đâu rồi? Hình như cho mày đưa bát.
Đây. Đây. Quên mất, con hổ trong máy rửa bát. Cái bát này nếu như mà làm mất thì lại phải bí mật order lại, nếu không thì có khi mình, cái bát này nó giống kiểu số phận của mình ấy, nó mà vỡ phát là mình bị đuổi ra khỏi nhà ngay. Chúng ta sẽ đi đến không gian tiếp theo, đó chính là phòng làm việc của mình. Một cái nơi mà mình rất là thích, bởi vì nơi này là cái nơi mà thứ nhất là nó vừa giải stress, và thứ hai là cái nơi mà rất là yên tĩnh để mình có thể tập trung vào để làm việc. Đi nào, đi vào ngắm cá nào. Nào, Bơ cũng thích ngắm cá này nhá. Và đây chính là không gian mà mình thích nhất như lúc nãy mình nói. Ở đây thì có một chiếc bể cá, một chiếc bể cá dài 2 mét, do mình tự đi đặt bể, tự thiết kế, tự lên layout và tự làm tất cả mọi thứ. Ở trong cái không gian này thì mình có thể vừa làm việc này, có thể vừa thư giãn, với lại là không gian ở đây. Và đặc biệt ở đằng sau mình đây, ở đây là một chiếc tủ sách lưu giữ tất cả những cuốn sách mà mình đã đọc, và tất cả những cái kỷ niệm chương, những cái huân chương và những chương trình mình đã tham gia. Trước kia khi mà lúc mình mới bắt đầu nghệ thuật và mới tham gia nghệ thuật, thì lúc đấy mình có một cái mơ ước là mình sẽ có một ngôi nhà và mình sẽ làm một cái tủ sách để đựng tất cả những cái kỷ niệm của mình. Và nếu như mà để nhìn rõ nhất ở trên này, đó chính là giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2018 do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng. Và đây là chiếc cúp đấy. Ở ngay bên cạnh đấy thì là một bảng hiệu tên, bảng hiệu tên là Phạm Sơn Hải. Phạm Sơn Hải này là tên của mình trong bộ phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời. Đây, lướt qua nữa thì có kỷ niệm chương của Sao Nhập Ngũ này, của Cuộc Đua Kỳ Thú này, của phim Gái Già Lắm Chiêu 3 này. Và ở dưới này thì có rất nhiều nơi nữa, tức là rất nhiều những cái nơi mà mình đã từng đi qua, đã từng đi đến. Ví dụ như là Myanmar này, rồi lại Cappadonia của Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp theo đó là Myanmar, Singapore, Malaysia, tức là rất nhiều nơi. Còn ở dưới cùng thì là tranh, là ảnh của các bạn fan tặng cho mình và cũng như là tặng cho Nana. Và đối với mình thì ở trong ngôi nhà này thì cái tủ này là thứ quý giá nhất, nơi chứa đựng sức mạnh tinh thần của mình để mình có thể nỗ lực hơn nữa trong quá trình làm nghề của mình. Và ở đằng sau Bình An bây giờ đang là hai căn phòng mà khiến cho mình hao tâm tổn khí, mất nhiều công sức nhất, mất nhiều gọi là thời gian nhất để đầu tư vào nó. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi đến với căn phòng để đồ này của mình. Ở đây thì có bên hai bên dãy tủ và rất nhiều quần áo. Tất nhiên là quần áo sẽ phải tốn tiền rồi, nhưng mà sau nữa lại là một nơi tốn tiền hơn. Sau cái cửa này sẽ là một căn phòng rất đặc biệt. Nên đó, tự mở nắp luôn. Đúng như tiêu chí mà mình đã đặt ra ban đầu, đó chính là hiện đại, thông minh nhưng mà vẫn xanh khi mà có cây ở trong này. Và đây chính là cái nơi mà sau những cái giờ làm rất là căng thẳng về thì mình sẽ có thể ngâm bồn để giải trí, để giải stress và tẩy trang, rửa mặt, tắm rửa. Tất cả các phụ kiện, tất cả các đồ ở trong căn phòng tắm này thì Bình An đều chọn một thương hiệu đến từ Nhật. Một thương hiệu mà Bình An rất tin tưởng vào nó, đó chính là Inox. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi đến với chiếc bàn cầu điện tử Strategy này. Ở đây là một thanh điều khiển và nó sẽ điều khiển bằng giọng nói. Bàn cầu mở nắp, bàn cầu đóng nắp. Thôi đùa các bạn, hơi quá. Thực ra đây là cái thanh điều khiển dùng để bấm chứ không phải là để nói. Nếu như mà nói nữa thì không biết là nó sẽ hiện đại đến mức nào. Thì ở trên thanh điều khiển này thì có bao gồm nút mở nắp, đóng nắp này, xả nước to, nước nhỏ này, rồi cả dừng lại này. Và đây có cả cái nút mà các bạn không cần phải dùng đến tay, không cần phải dùng đến giấy, không cần phải dùng thứ, tại vì là nó sẽ tự làm sạch cho mình.
Nhưng mà nếu như bạn không cần chiếc điều khiển này, không cần chiếc điều khiển này, thì chiếc bàn cầu điện tử này vẫn sẽ hoạt động một cách bình thường, tự động. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho bạn xem. Tức là khi mà mình vừa vào này thì sẽ nắp sẽ mở này. Bây giờ mình sẽ ngồi vào này. Sau khi mà xong việc này thì nước sẽ tự xả. Đó, tất cả đều tự động. Và ở đây thì thực ra là mình cũng không thể tả cho các bạn biết được, bởi vì là ở cái thanh này ấy, nếu như mà vào mùa đông, các bạn hay có cái cảm giác là ví dụ như vào những cái ngày mà trời Hà Nội giá rét, thì mỗi lần mà đi vệ sinh ngồi vào bồn cầu cảm giác kiểu nó kiểu như thốn thốn, tức là ngồi vào rất là lạnh. Thì đây nó có cả sưởi ấm đôi bờ mông của mình. Có một chi tiết mà chiếc bàn cầu này khác so với ở những nơi khác, đó chính là cái vòi xịt này. Cái vòi xịt này là cái mà thực ra thì cái bàn cầu này là do Phương Nga chọn. Và mình thì từ trước đến nay mình chỉ quen với cái việc đó là đi vệ sinh thông thường rồi sẽ có giấy và sẽ có nước, thế là mình sẽ không quen với cái việc là tất cả mọi thứ đều tự động. Và khi lắp đặt chiếc bàn cầu này thì hoàn toàn không có cái vòi xịt. Và lúc đấy mặt của mình đã tái mét, mình đã yêu cầu anh thi công là anh ơi, bằng mọi giá anh phải lắp cho em cái vòi xịt. Bởi vì là vòi xịt nó gắn liền với cuộc đời của em rồi, em phải dùng vòi xịt thì em mới có thể tồn tại được. Nhưng mà bây giờ sau khi mà sử dụng căn nhà được khoảng nửa năm thì mình thấy cái vòi xịt này đang hơi bị thừa. Bởi vì mình đã quen hết với tất cả những cái công nghệ với lại là cái hiện đại, cái mà cái bàn cầu này đem lại cho mình. Nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo. Đứng dậy mà cũng mở nắp. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với bồn tắm. Đây, mình có thể ngồi hẳn vào đây, dựa hẳn vào đây, vừa đọc sách này, vừa ngắm cây này, mà vừa thư giãn. Thì ban đầu thì mình có chọn một chiếc bồn tắm to hơn của Anap, nhưng mà sau khi mà cảm giác là không vừa với cái phòng tắm này thì mình sẽ để dành cái chiếc bồn tắm đấy cho một ngôi nhà đó, một ngôi nhà tiếp theo của mình nó sẽ to hơn. Còn đối với chiếc bồn tắm này thì chắc chắn là bản thân mình ngồi đây thì mình cũng đã vừa, và một người ngồi cũng vừa, hai người ngồi cũng vừa, và bơ vào đây bơ cũng sẽ vừa. Và tắm, sợ tắm à? Thì đi kèm với lại là chiếc bồn tắm này sẽ là một hệ thống vòi hoa sen, nữa là vòi xả riêng. Và đây, cái lúc mà mình đi mua đồ thì mình có được một chị bên tư vấn, chị ấy nói rằng là khi mà mở cái vòi này ra ấy, thì ở đây sẽ có màu xanh. Và cái màu xanh này là gì? Màu xanh này là nhắc nhở mọi người kiểu yêu thiên nhiên hơn, yêu môi trường hơn, và sẽ kiểu như kiểu là tiết kiệm nước nhiều hơn. Và thực ra thì đây là một chi tiết mà mình thấy cũng khá là hay, một cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà rất là hay, bởi vì là từ những cái chi tiết nhỏ này thì cũng nhắc nhở cho mọi người là nhớ đến cái ý nghĩa của màu xanh của nó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một chiếc sen tắm cây. Bây giờ thì mình sẽ nói về những cái điểm gọi là ưu thế và lợi thế của nó, để tại sao mình lựa chọn chiếc sen tắm cây này. Thứ nhất ý, là ở trên đây có một chiếc bát sen rất là to, và với một cái độ cao như thế này, với áp lực nước nữa, thì khi mà xả xuống thì sẽ tạo cho mình một cái cảm giác rất là thư thái. Tiếp theo nữa đó chính là chúng ta sẽ đi đến cái phần này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái nút này. Cái lý do tại sao mà có cái nút này, vì bây giờ mình hỏi các bạn là không biết là các bạn ngày trước khi mà các bạn tắm những cái vòi hoa sen bình thường ấy, các bạn có bao giờ bị lỡ gạt tay hay là lỡ người chạm vào cái phần vòi khiến cho cái vòi gạt sang phần nóng nhiều hơn và sẽ làm cho các bạn bị bỏng? Mà bản thân của mình thì mình cũng đã từng bị như thế rất là nhiều lần. Nhưng mà đối với cái chiếc nút này thì nó giống như một cái công tắc, khi mà bạn muốn bật
nếu bạn có lỡ tay bạn bấm đây này thì nó cũng không qua được cái ngưỡng đấy. Và nếu mà các bạn muốn bật nước nóng hơn thì các bạn phải ấn vào cái nút này rồi vặn thì nước mới nóng hơn. Mà kể cả các bạn có bật đến cái mức nóng nhất thì nhiệt độ nước cũng chỉ dừng lại ở mức dưới 40 độ C thôi, chứ không thể nào vượt quá được cái mức đấy. Bởi vì là trong vì ở trong này đã có một cái chế độ kiểu điều hòa nước, tức là mình cũng không lý giải rõ tại sao, là tức là nó một cái chế độ mà kiểu pha trộn nước khiến cho nước lúc nào cũng ở một mức nhiệt độ nhất định và không bị nóng quá. Là tất cả những cái sản phẩm ngoài nắp mình thấy rằng là đều có mạ hai hợp chất, đó là nickel và chrome, thế là lúc nào cũng nhìn rất là sáng, rất là bóng và rất là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lại đến với một sản phẩm của iNAC, đó chính là chậu rửa và vòi chậu. Tại sao mình chọn chiếc chậu rửa này? Bởi vì cái chiếc chậu rửa này có kích thước khá là lớn, độ sâu cũng khá là lớn, thế nên là khi mình có xả nước mắc ra đây thì nước nó cũng không bị bắn ra ngoài. Đấy, và cái việc tắt bật ở đây thì cũng rất là dễ dàng, bởi vì nếu như mà khi bạn rửa mặt, khi bạn tẩy trang thì sẽ bị cay mắt, nhưng mà bạn có thể cảm nhận được cái việc là bật rất là dễ. Và ở đây cũng có một cái màu xanh nữa. Đấy, thông điệp của iNAC thì luôn luôn rõ ràng, mình thấy là luôn luôn có ở sản phẩm nào của iNAC cũng đều có cái màu xanh như vậy. Ngoài ra ở trong bục tắm này thì còn có móc treo quần áo này, giá treo khăn này, và cả rất nhiều những cái đồ. Nói chung đây là một chiếc phòng tắm full đồ iNAC của mình. Chúng ta sẽ đến với nhà vệ sinh còn lại ở trong căn nhà của mình. Ở đây thì cái phòng vệ sinh này được gọi là phòng vệ sinh mèo, phòng vệ sinh cho bơ, bởi vì là thiết kế ra là để dành cho bơ. Ở dưới này thì có chỗ đi vệ sinh cho bơ này. Đấy, chỗ đi vệ sinh cho bơ. Cái thiết kế này cũng rất là mới, bởi vì là khi mà mèo đi vệ sinh xong nó có những cái khay, cái chỗ bước đi ở đây sẽ không khiến cho kiểu mèo bị dây vãi hoặc là làm vương vãi cát ra, rất là tiện lợi. Căn phòng tắm thứ hai này của mình thì tất cả cũng đều sử dụng các sản phẩm của iNAC, thì vẫn là một chiếc vòi và chậu rửa, nhưng mà cái chậu rửa này thì đặc biệt hơn một xíu, bởi vì là căn phòng tắm thứ hai này nhỏ hơn. Thế nên là mình sẽ chọn một chiếc chậu rửa cũng sẽ nhỏ hơn. Và đặc biệt là chiếc chậu rửa này mình có được tư vấn là đây là chiếc chậu rửa sử dụng công nghệ CeraVe, tức là công nghệ làm sứ siêu mỏng. Nên là đấy, mặc dù là rất là mỏng nhưng mà vẫn rất là an toàn, vẫn rất là đẹp. Và đây nữa, một chiếc gương mình đặt riêng với một thiết kế rất là đặc biệt. Nếu như mà nhìn từ xa thì đúng như là đây là một hình của một chú mèo rất là ngộ nghĩnh. Hay là không, hôm nay đây là phòng dành cho bơ. Chắc chắn đây là dành phòng cho bơ rồi. Rồi, vẫn những cái thiết bị tiếp theo lại là một chiếc bàn cầu strategy. Nói chung là hai chiếc bàn cầu này thì mình cảm thấy là nó rất là tiện lợi. Thế nên là mình đã quyết định là mình sẽ đầu tư cả hai nhà vệ sinh với các thiết bị gần như là giống nhau, để tận hưởng được cái việc là hiện đại và cái việc thông minh của nó đem lại. Ở trong này nữa, ở trong này vẫn là một chiếc vòi sen. Với các thiết bị như thế này thì mình cảm thấy rằng là cả hai nhà vệ sinh của mình đều đem lại cho mình cái cảm giác rất là thư thái, rất là thoải mái mỗi lần sau những giờ làm rất là căng thẳng, bởi vì là cái việc ăn uống hoặc là cái việc vệ sinh cá nhân hàng ngày đều là những cái việc cần thiết đối với bản thân của mình. Thế nên mình nghĩ là mình cái khoản đầu tư này của mình vào hai nhà vệ sinh là xứng đáng. Như vậy là mình đã hoàn thành xong việc giới thiệu sơ sơ qua căn nhà của mình. Nhà của mình gồm có hai phòng ngủ này, một phòng làm việc, hai phòng vệ sinh, một phòng khách. Còn thiếu hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của Thị Sún và phòng ngủ master của mình ở bên kia. Nhưng mà chắc là hẹn các bạn ở một clip tiếp theo. Hello. Mình đang quay vlog. Biết quay vlog gì không? House tour nhà. Thì mình thích quay một mình được không? Thế là hôm nay đã quay hết cả phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ rồi à? Thực ra là quay cũng đủ rồi, nhưng mà thiếu hai phòng, phòng master mới là phòng ngủ của Thị Sún. Chắc là phòng đấy thì mình sẽ hẹn các bạn vào một ngày gần nhất thì mình có thể giới thiệu cho các bạn biết. Và xin giới thiệu với mọi người, đây chính là chủ nhân của những thiết kế trong căn nhà này, từ phòng khách này, bếp này cho đến vệ sinh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn thì có trả lương.
Lương gì? Mình là người đứng sau sự thuyết phục ông này để ông sử dụng tất cả những đồ dùng thông minh, tất cả những thứ mà có thể giúp đỡ cho cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Nói chung là mình nói là phương châm của mình là mình thích một ngôi nhà hiện đại này, một ngôi nhà thông minh và đặc biệt là có không gian xanh. Và cái xanh này là mình làm. Mà mình bảo bạn làm. Là mình chủ động đi mua, mình tự làm ban công, mình làm bể cá, mình làm cây. Okay.